chín hả? Thành nó có cái đèn nó thì hay hơn. Tối quá không thấy anh ơi. Nó tối thui rồi anh ơi. Mà Phương nó hẹn mãi phải gọi sớm. Thằng ra Phương nó giờ gọi lại thì để Phương nó lên nó coi nó gọi cho Phương số nào. Có tổng cộng là mười mấy cái lốt. Dạ, lớn là nhiều lắm. Là người cũ đó. Rồi, tổng số tiền mà em làm nội thất á là khoảng 700 mấy không ạ? 700 mấy triệu. Là lần này em làm lại bị đắt. Là tại sao việc giá nó leo thang? Hồi xưa em làm cái căn kia 3 phòng ngủ mà cũng chỉ có 700 mấy. Em kiếu mấy cái quay mấy cái máy lạnh ha. Là căn xin đi. Nếu mà như vậy tính ra giá thành hàng ngày cũng phải sắp sửa 4 tỷ rồi. Là cái anh này anh làm cho em á, thì anh nói trước bữa, bình thường anh Dũng này anh làm nhà ở đấy là anh làm đẹp quá chết rồi và đã lương nhiều nhà cao chuẩn, bởi vậy công nhân không có qua trong tôi lấy thì nhung anh nhìn cái cách làm thấy rất là anh làm nhìn cái dàn bếp là anh thấy nó căng nó lăn bông. Còn mấy cái chỗ kia nó làm cho em cứ bực cái dàn bếp là nó cứ bị bám giờ nó không bóng lửng vậy đâu. Nó ở đây nè. Cái điện chứ đâu phải ra. Ở đây nè chị Vân với Thành thơm lắm nha. Em dọn thì em cũng lựa cái tông nó cũng xì tông với của em rồi. Nhưng mà tới hồi lên cái bức tranh ấy cái em nó không biết cái gì là cái khung thì không có ngờ cái mặt mình đăng ký thì có 70 ngàn tháng thôi. Cô ba bút tàu nữa. Tối nay là sau khi thăm nhà em Phương thì anh chị em đã đi ăn chiều tối với lại gia đình cùng với ba má tại quán bánh phật của ba bút tàu. Anh ơi cái địa chỉ của quán này là số mấy vậy anh? Đây địa chỉ là số 226-228. Rồi, cảm ơn đã giới thiệu cho anh em ở bên Canada về. Mọi người hiền thiên. Phải sạc kê hay gì không? Đây, không khí Tết đã tràn lan đây. Chúng ta có thể thấy được ngay trước quán. Mùa xuân đã tới trên những cái bông cúc. Khoảng 10 người. Không, đặt công việc quán bánh khọt của ba Vũng Tàu. Không, là một cái bánh xèo. Chị hai lấy ớt ở đâu truyền vậy? Thống. Kè ớt của Vũng Tàu. Dạ. Chưa ăn chưa có kem nước cho Vũng kêu các em rồi. Kem nước. Kem nước. Kem nước uống rồi. Dùng lấy cái đũa lật nó lên anh Thành coi cái ruột. Dạ. Bây giờ có đứa em banh ra cho Thành chấm xong rồi. Để coi biểu diễn chút nữa coi. Đây. Dạ. Cái này là kêu bánh bánh xèo củ củ dừa hả hay không là phải nấm à, món này dùng sen à. Rồi okay. Bánh xèo nhìn cái độ mỏng của nó là mình biết rất là mỏng. Rồi cảm ơn chị ăn được nghe rốt rốt. Cái này là gỏi gì đây con? Gỏi bưởi phải không? Gỏi bưởi cái gì một cái nó chanh nóng đường chanh nóng đường đây là đánh khọt cô ba Vũng Tàu này trà nóng đây trà nóng lên đây này rồi má gấp cho má cái bánh cò chị ơi. Nên tôi làm người miền Tây nha. À, là tây là tôi cũng mắm cho tôi nè. Nó phải muốn hấp dẫn chưa?
sáng nay là sáng thứ hai thằng Vân lưu lại tại Sài Gòn. Hôm nay thì gia đình đã thân nhất với nhau từ trước cho nên là sẽ đánh uống một chiếc xe để đi tặng dịp Tết. Tàu mộ và đi viếng người thân đã mất là một trong những tập tục về truyền thống của người Việt chúng ta. Cho nên là hôm nay là cái quan cảnh. Anh chị em trước giờ lên đường, bữa nay có cô Tám và chú Quỳnh sẽ cùng đi tháp tùng với anh em. À, Thành đang quay cái cảnh một trong những cái ngày đi làm, những cái sinh hoạt rất là bình thường của người dân thành phố. Và cộng với lại những ngày cận Tết cho nên chúng ta có thể hiểu được là cái lưu lượng xe lưu thông trên thành phố trong những ngày này rất là lớn. Đây là vòng xoay ngã 7 phải không? Lý Thái Tổ không? Giờ điện thoại nó rõ về chắc đâu hai sạp máy quay phim. Hết tiền nữa em, phát ra luôn. Ở còn phải thâu mà về luôn nữa. Chỗ này gọi là ngã mấy? Ngã 7 mà anh nhớ nè, trước kia cũng ngã 7. Ngã 7 Lý Thái Tổ. Ngã 7 Lý Thái Tổ. Cái đường này là như vậy xe đang đi vào khu vực này kêu là cái gì em, đi về dòng xoay Hàng Xanh. Dòng xoay Hàng Xanh ha. À, giữa đường có những cái hàng cây đẹp hay gì nè, rất là đẹp, nở hoa vàng. Và đây là trục đường chính đi về Bình Dương nè. Đây là cầu vượt Hàng Xanh nè, Duy Vũ nói nè phải không? Đúng rồi. Cầu vượt Hàng Xanh nè, trước mặt. Hôm nay anh em đi tảo mộ thì thời tiết rất là đẹp, trời nắng. Giờ này thì chưa có quá nóng. Nào đi tảo mộ con gái đèn. À ok. Nói là lần nào năm nào đi tảo mộ là cũng ngồi đây để mà ngồi đây đi vậy. Vô đây đi. Yeah.
Chưa, chị Phụng chưa có. Của chị Phụng hủ tiếu không? Đây, hủ tiếu nước của chị Phụng nè. Hủ tiếu Hà là gì? Vâng. Cái sợi mì hủ tiếu dai là theo như chú Quỳnh trong gia đình cho biết là cũng là do tiệm tự làm tại chỗ và đem bán chứ không có phải mua ở ngoài. Cho nên là cái vấn đề là có những cái vấn đề vật liệu làm tại chỗ của quán nó làm cho cái đặc trưng của quán. Và các bạn hình dung tô hủ tiếu rất là ngon. Còn có tôm thịt và các loại gan mực. Bây giờ thì các bạn cho Thành được ăn không? Khi xuống đến thăm các em của nhà cậu Tư thì anh chị em đã được Yến và Nhạn dẫn đến thăm nhà của Hùng. Đây là địa chỉ dẫn vô nhà Hùng, cũng vừa mới xây dựng xong, rất là đẹp. Mà chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhà của em Hùng nằm ở khu vực tỉnh Bình Dương, thành phố Bình Dương, bây giờ đã lên thành phố, không còn là thị xã nữa. Và Bình Dương hiện nay là một trong những địa điểm có tầm tiềm năng về địa ốc rất là lớn. Và trước màn hình camera là đường dẫn vào nhà của Hùng với những cái đường cho xe hơi, bãi đậu xe cho xe hơi và những cái cành vàng cây kiểm. Nghe nói là đã được trồng không dưới những cái cây trên dưới 50 năm. Thành ra chúng ta có những thấy những cái vàng để mà nâng. Chuyện có nghĩa là những cây này đã bứng từ ngoài và đem về đặt trồng tại đây. Em Hùng là một trong những người rất là thích về trồng các loại hoa, đặc biệt cây kiểng lâu năm và có giá trị, và đồng thời là những cây bonsai. Chứ còn hình là một cây mai tứ quý. Đây là mai chắc cũng vừa mới được bứng về trồng đây. Và muôn ngàn những cái kỳ hoa dị thảo mà chúng ta sẽ được khám phá. Đây là bên trước tiền sảnh nhà của em Hùng với những cái giàn mai lan tuyệt đẹp.
Chết mồ bị ướt. Quan rồi. Ủa cái dép mà. Thôi đi lên xe. Rồi lên liền.